Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp. Thì cái chiến dịch Tây La Mã của mình nó dần đang đi vô lối mòn rồi các bạn. Tại vì là hiện tại thì tính ra đó, ngoài cái việc quản lý rồi đi khôi phục lại đất đai và ngoài ra làm ngoại giao bợ đít hung nô thì hầu như mình chả làm cái gì khác cả. Thành ra là các bạn xem thì rất là chán. Cho nên là giờ mình sẽ chỉ quay những cái trận custom battle, ấy là phải những cái trận battle mà mình đánh thôi. Để cho các bạn xem, các bạn cũng đỡ thấy chán ha. Rồi thì đây là một cái trận hiện tại thì mình đang gây chiến, mình đang bị thằng Garamantian nó tiếp chiến. Nguyên nhân đó là do mình thân quá thân với Hung Nô và cái việc mà mình truyền bá Cơ Đốc giáo Latin á, nó đã khiến cho cái đạo Semit nó gặp một số cái rắc rối trong việc truyền đạo và vì thế nó ghét mình và thế là đem quân nó đánh mình thôi. Rồi thì cái đó thì thôi mình chịu rồi, chiến tranh là tất yếu, mình nói rồi, mình không có ý, ban đầu mình không có ý định xuống châu Phi nhưng mà do là mình có nhu cầu mở rộng đất đai quá lớn, 90 mấy tỉnh lận và không thể nào chỉ đỡ châu Âu được, cho nên là mình bắt buộc phải xuống Bắc Phi, nơi mà có nhiều cái thành nó còn chống mình đỡ phải khai phá. Thì tất nhiên là sớm đó sớm muộn gì thì cũng phải đụng độ với Garamantian thôi. Thì thắng bại thì còn tùy, nhưng mà nhìn chung thì mình có thể thắng. Các bạn đừng nhìn thấy cái chiến lược này mà các bạn vội nha, đánh giá nha, tại cái này là chưa tính quân tiếp viện của nó. Bấm Star Buster vô rồi nè, bây giờ nó mới tính quân tiếp viện vô, nó đập mình te tua luôn. Đây nó còn tuyển thêm ba đội pháo đánh thuê nữa, cũng may là mình tuyển được mấy con kỵ châu Phi này, con kỵ sa mạc này từ chư hầu đó, chứ không mình cũng tỏi rồi. Châu Phi thì hơi ít cây, thành ra mình cũng khó móc. Cũng may là lính mình lên đời cuối hết rồi, tướng mình thì cũng mạnh mà đụng phải ông tướng tự nhiên có cái trai, vừa có trai bộ binh mà vừa có trai hải quân nữa, tào hơi tào lao nhưng mà thôi ráng chịu vậy. Rồi nó có ba con pháo luôn, có đúng chỗ này có bụi cây cho mình trốn thôi, trốn về mà nó không thấy được cũng hay thiệt. Tướng nó cưỡi lạc đà ra mình cũng không có vàng, không tướng nó cưỡi ngựa, nhưng mà nhìn chung cũng là tướng mạnh, kỵ này của mình chơi không có được đâu. Quân nó cũng đang ở gần đây, ủa mà sao nó quay lưng nó chạy vậy ta. Nếu mà vậy thì liều mạng nhào lên mà chém bắt pháo nó nào, không cho nó chơi mình. Ê mấy chú em, cao lúc quân nó chưa tập kết thì mình móc luôn các bạn, tranh thủ, cao thủ không bằng tranh thủ mà. Rồi bắt được kỳ tướng đó, ok rồi nó rồi xong, cho nó ngậm đánh xong mà chạy, bắt được pháo nó là mình ăn khỏi lo. Cái ô kỵ mình chơi được kỵ nó mới ghê chứ. Cái này thì kỵ nó cũng chưa phải là kỵ xịn lắm. Ok, miễn là pháo binh của nó ngậm họng là mình ăn rồi. Mấy thằng kia Slinger cho nó chọi hết đá luôn, lính mình không mất máu các bạn. Rồi đây. Thật ra cũng nó chơi chứ cũng mất máu nhưng mà mất ít thôi, tại vì giáp mình dày mà, mấy cái này ăn thua gì. Rồi xong, ba xe pháo của nó mất rồi là đội hình của mình là vững. Ây dạ, nó quăng kỵ mình kinh quá, thằng tướng nó không biết sợ thôi, không biết sợ hét lên tiếng nữa. Nghe tiếng hét cái nhấp nháy liền. Rồi mấy con này nó có cái chiêu hét này khá lợi hại mà bữa anh tài anh không có tận dụng được, cũng hơi uổng các bạn. Rồi chạy ở đây trốn coi chú tìm ra được anh không, tìm ra được thì chú giỏi, còn không thôi anh lắc anh móc sau lưng chú. Ok, thật ra nó cũng chả tìm thấy được đơn vị nào của mình cả, mình chỉ trốn các bạn. Rồi ngon thì đuổi theo anh đi, anh hướng này nè, chạy lẹ lên dồn ba quân đoàn lên chơi anh luôn mà đó, các bạn thấy chưa, quân của nó gấp đôi quân mình luôn nha, hơn gấp đôi luôn á. Không, không gấp, chưa tới gấp đôi, khoảng cho gấp đôi đi, tính tính tròn thì cho dễ thôi. Rồi xong, giờ mình nhứ nó về thôi chứ nó không biết mình đâu, nó lại đi kiếm hồi mất thời gian nữa.
cứ nhớ nó đưa dụ nó đuổi theo cho nó chạy về cái chỗ mình tập trung là nó phóng lao phát coi là nó te tua luôn chứ tua đâu. Rồi ê, em đây nè mấy anh ơi, đuổi đuổi em đi, đuổi em đi, bắt em đi, rượt em đi nè, như thách anh rượt rồi thách mấy anh rượt được em. Rượt em đi, rượt em đi, rượt em đi, bắt em đi, bắt em đi, bắt em đi, rượt em đi, bắt em đi, rượt em đi, em ở đây này. Rồi em chạy. Này là sóc kỵ nha, mình quýnh không có được đâu á các bạn. Đây em quay mặt lại với anh nè. Thử chơi con sóc kỵ nè coi được không ta. Nó không biết nó rượt đứa nào. Mỗi đứa chạy góc coi nó rượt đứa nào. À nó rượt đứa này hả. Ê hello anh trai, thử như vậy coi mình ăn cận kỵ ăn được sóc kỵ không. Ô anh trai hát lên. Oh yeah. Ờ nó nhấp nháy kìa. À nó tính thuê đó là tinh thần nó thấp. Ờ cận kỵ ăn được sóc kỵ kìa các bạn. Ôi sóc kỵ dởm ơi, sóc kỵ mà để cận kỵ đánh thắng là dở. À mà cái chiến thuật này đánh mà nhiều mặt này hay nhỉ. Mỗi thằng chạc một mặt là nó tiêu ngay. À, xé lẻ kỵ binh ra đánh cơ mà. Ồ, hay. Rồi đây mấy chú lên đây, ở chỗ này kỵ binh lạc đà nó chơi đội hình kim cương luôn các bạn, không đùa được đâu. Mà cũng là lính thuê à, sao thằng này nó xài lính thuê nhiều dữ vậy ta. Chú rượt đứa nào. Rồi đây. Chú rượt đứa nào, nói anh nghe, nói anh nghe. Nói anh nghe, nói anh nghe. Rồi. Ok, nó mệt rồi. Thật ra mình cũng bắt đầu mệt. Mà thôi không sao, mình vẫn còn khỏe, con kỵ này của mình được cái nó có cái trai dài sức với nó chạy nhanh hơn, gạt đài thì chậm lắm. Rồi ok. Ba mặt giáp công. À không, thằng này gần quá. Giọt. Ê. Ngựa mà chạy rồi lạc đà không bao giờ rượt được. Ok, quay lại. Hét lên. Oh yeah. Kỳ này có vẻ không hiệu quả cho lắm, thật ra là tại nó không biết sợ. Nó không sợ, hồi nãy con ma thằng kia máu còn nhiều. Thằng này nó không sợ các bạn. Nó dám đánh trả mình, nhưng mà nó cũng chạy tại nó không đủ độ ly. À rồi, nó thấy quân mình rồi, nhưng mà nó không dám lên. Lưu ý là thằng Garamantian trận này là nó khá là mạnh đó nha các bạn, tại vì nó có cái lực lượng này nha. Lực lượng Lê Dương đánh thuê á, dùng lính La Mã chống lính La Mã là nó cũng không có vừa đâu. Mà nó còn có cái tụi nè, Lê Dương Director nữa nha, đó lính La Mã, lính sa mạc mà được đào tạo như lính Lê Dương á, không phải đùa đâu. Đấy, nó nhào vô nó chém lính lính trợ chiến của mình là cũng đau lắm chứ không phải đùa được đâu. Không có cây để trốn hơi dở nha. Rồi ok thôi chạy qua đó trốn đi mấy anh trai. Mấy con ngựa này giờ mất là không tuyển lại được lâu, tại nó là ngựa chư hầu mà nó chơi giờ mình chả còn cắt bạc nào để tiễn các bạn. Mình phá sản rồi. Một là phải cống tiền cho hung nô nhiều quá, hung nô đóng trên đất mình cũng mất mớ tiền rồi, mấy cái nhà thờ nó ăn tiền kinh quá. Kinh tế mình giờ muốn phá sản rồi.
cứ phải nâng, lâu lâu phải nâng thuế lên để kiếm tiền mà xây dựng công trình, chứ không thôi là chỉ có đủ tiền để mà duy trì thôi. Thật ra thì mình cũng dư ra được chút 6.000, 9.000 gì đó, nhưng mà không đủ các bạn. Giờ đó tốn tiền kinh khủng luôn. Rồi ok. Cái này là đang ở Bắc Phi ấy nha các bạn, nhưng mà tại đó ở vùng ngoài, thành ra là nó nhiều cái đồng cỏ đồ thôi. Đây nó có tướng mình, nó có cái chiêu ngọn gió thứ hai cũng được. Lính mình giờ chuẩn chỉ rồi các bạn, đây là lính đời cuối của Tây La Mã mà đâu có vừa, mặc dù chỉ là lính trợ chiến thôi, nhưng mà vẫn như nếu mà nó phóng lao, mình phóng lao là nó vẫn mất máu khá nhiều, mình lợi dụng cái lực chạc của nó để mà mình khống chế nó, còn tới hết giờ mình vẫn ăn như thường. Trời ơi, phải biết dùng mánh chứ đâu hay là chỉ có dùng vỏ không được. Ây da, 10 phút trôi qua. Nó rượt mình thì hồi hết giờ mình thắng. Còn ví dụ như nó đánh vô phòng tuyến của mình thì nó tự đập đầu vô chơi vô đá thôi. Kỵ này của mình chạy tốc độ luôn 111, thảo nào nó chạy nhanh thế các bạn, mấy anh kia không đuổi được luôn. Nó có búp của tướng rồi, tướng này tướng giỏi lắm các bạn, tại đích thân quan đệ quân đoàn của hoàng đế mà. Hoàng đế của mình chết rồi nha, đây là thái tử mới kế vị được năm lần có chiến tranh, tội nghiệp thái tử. Rồi ok, rượt đi thì vậy chia sẻ bớt áp lực thôi. À, nó cũng có lao để phóng ngược lại mình, nó chứ không phải đùa đâu. Rồi vụ kỵ binh nó ra đây đã mình xử. Ê anh trai, rồi nó đang lết lên dần nữa các bạn. Rồi ok, nó lên dốc nữa thì nó là mình càng sướng thôi, nó mau mệt. Là thằng Slinger à, nó giờ nó đi chung với nhau luôn, có gì thằng kia móc đúng không? Rồi ok, à, kỵ binh mình sao bạc luôn mà sợ gì nó. Lên. À đây cũng là kỵ tướng nha các bạn, đùa đâu. Lần này hình như nó mạnh hơn mình rồi, bởi vì đạo này nó không bị hút. Nó không, nó bị mất áp chứ. Nó bị mất thế tại vì nó hút vô nó cầm thương thì được, nhưng mà mình thì đánh vô rồi mình lại nó, mình cứ cầm thương mà. Nhưng mà con này vẫn tính là cận kỵ chứ không tính là sóc kỵ. Một tướng nữa của đối phương đã đi rồi, nó mất tướng là nó dở rồi, quân nó còn xuống tinh thần lẹ nữa. Tuy nhiên là nó có mấy thằng kia thì cũng không nói trước được nha, mấy thằng đó nó có bút tinh thần cho quân nữa mình không làm, mà ngay cả khi nó không có bút cho quân thì nó cũng khá là lì, nó sẽ không sợ khi mà mất tướng đâu. À tùy đạo, có đạo chết tướng còn sống hả? À đó, đúng rồi, nó ban tướng luôn mà. Kêu gia đình trốn được không ta? Rồi đó, quay quay lại đi, quay lại đi.
quay lại với mặt trận chính đi, đừng có tìm em đây nữa. Rồi ngon, nhào vô mà phóng mà đánh thách đấy. Lên đi lên đi lên đi lên đi. Nó lên gần tới rồi, mất gần 15 phút nó mới lên tới nơi. Ôi giời ơi. Rồi mật ba lan lên nghe đã, cái đầu cắt tô đô lên nghe đã. Rồi ok, nó quăng đá rồi đi, rồi mình sẽ là chừng nào mấy cái kia vô gần tới mình hạ Tetsudo xuống cho nó phóng lao, rồi bật Tetsudo lên lại. Mấy con này chạy là dở rồi. Rồi nó đã chạy qua bên góc này à, không rồi ok, chạy đường dài ra đây móc tính tầm xa nó. Rồi hạ xuống thật nhanh. Sao nó quăng đá thì không đau lắm đâu. Mấy thằng kia thì còn ngon thì cứ nhào vô. Nhào vô đây em, nhào vô vô đây. Nhào lên đi chứ. La 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 la. Nó mệt rồi, nó đang chạy lẹ mà. Mình đứng yên. Mình lấy quân nhàn mà đánh quân mỏi mệt thì có lợi thế chắc rồi. Đây, móc lính tầm xa nó cho anh. Đội hình của mình trụ được các bạn, nó đánh nó không cho mình kẹp lại luôn. À, thấy sự lợi hại của kỵ binh châu Phi chưa? Kỵ binh sa mạc đấy, không có đùa đâu. À, nó cho con ngựa này cản đường mình. Rồi cũng nó cũng nhấp nháy rồi. Rồi ok, nhào lên. Nhào lên. Đội hình của chúng ta còn giữ được. Lên anh em. Rồi đứa nào hát lên được, còn mày hát được phải không? Rồi ngon. Rồi, ok. Khống chế quả lực tập xa của địch. Đánh trên sa mạc chắc nó được búp rồi, nó mới mạnh hơn mình á. Sao Tetsudo thủ được. Mấy thằng này thì không phá được Tetsudo đâu. Ngựa thì sao hết máu rồi. Nó quăng đau quá. Sao mấy con ngựa này làm được việc này cũng tốt lắm rồi, cũng là rất giỏi rồi đó. Our men have given up and are running for their lives. Sao nó lại phi được thằng tướng mình nhỉ? Rồi xuống ngựa, nhanh. Còn nó phi đau thế. Nhào lên mà chém luôn đi. Nó chọi chết ngựa luôn ta. Nó lợi dụng. Nó phi đau thế nhỉ. Hét lên hết được rồi. À, hôm sau chiến sự cũng không hết rồi các bạn.
bất quá gọi là ở mấy thằng lính đánh thuê để mà xài vậy. Rồi tướng ráng lên, tự dưng khi không lại có cái trai có cái skill hỗ trợ thủy quân cũng không hiểu tại sao luôn. Rồi ai lì thật đấy chứ, lính Slinger mà cũng chịu trận cũng lì thật. Nó quăng nghe trúng cả lính đó, nhưng mà mình dễ ăn đạn hơn tại mình cao nó thấp. Rồi hôm sau sắp hết giờ rồi, hết giờ là mình ăn rồi đấy anh em, trụ lại. Mình đang còn đang chiến tranh với bà Tư nữa, còn bị nó tuyên chiến sau sau một thời gian dài tự nhiên nó cờ chớn lại đánh mình, nó gọi chư hầu nó đánh, mặc dù là nó cũng chỉ nhứ nhứ rồi nó chạy em lên. Nhưng mà nếu bạn vậy thì thật sự cũng khó cho mình, nhưng mà mình muốn khôi phục lại Hy Lạp đó nha các bạn. Còn nó đánh kẹp từ bên sườn nó đau quá. Ok này, mới không hết giờ là mình thua chứ đùa đâu. Cố lên, còn nó đang kẹp lại từ hai bên sườn chứ nó đuôi nó đông quá nó kẹp được rồi, nhưng mà mình thắng rồi. Ok, mấy con ngựa của mình lùa chết cả đám lính nó luôn, thiệt hại nó gấp đôi lính mình.